chào các bạn, chào mừng đã đến với Tết Mắt. Mình là Hồng Nhi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một chủ đề, đó là từ Nokia X 2009 đến Nokia X 2018. Nokia là nhà sản xuất di động có tên tuổi trên toàn thế giới, kể cả là khi quay trở lại thị trường di động chỉ hơn một năm với hai bàn tay trắng. Nhưng mà tên tuổi của nhà sản xuất đến từ Phần Lan đã vượt lên nhanh chóng và hạ gục phần đông những cái nhà sản xuất, những cái thương hiệu lão làng khác để có được một cái vị trí trong danh sách các nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới. Một phần thành công của chiến lược này thì có sự đóng góp không nhỏ từ sáng kiến hồi sinh lại những cái tên nổi tiếng cũ trong một giao diện mới. Những cái tên như là Nokia 3310 nè, 8110 hay là Sirocco đều đã ghi dấu ấn rất là sâu trong lòng công chúng. Và giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để công ty Phần Lan tiếp tục thực hiện chiến lược này thông qua một động thái có thể gây tranh cãi với rất nhiều người, đó là hồi sinh lại dòng điện thoại X-Series. Nghe qua thì có vẻ như là nhiều người đang nghĩ đến việc Nokia đang sao chép tư duy của Apple, khi mà những nguồn tin mới nhất đều cho thấy là chiếc điện thoại đầu tiên của dòng X-Series rebrand này sẽ không chỉ là một cái tên giống với chiếc điện thoại iPhone X thứ đang tạo trend rất mạnh gần đây, mà còn là một cái thiết kế bên ngoài cũng bao gồm cả chiếc tai thỏ đang gây tranh cãi rất là nhiều về việc các công ty di động đang vứt bỏ những cái nét riêng của họ để chạy theo một cái trào lưu có phần ngớ ngẩn. Tuy nhiên thì Nokia thì lại khác, bởi thực tế thì công ty Phần Lan cũng đã có những cái lý do chính đáng để khẳng định họ vẫn là một công ty có tư duy riêng, có lối đi riêng. Không phải đến khi iPhone X ra mắt thì Nokia mới quyết định học tập táo khuyết khi mà thêm tiền tố X vào cái dòng sản phẩm của mình. Thực tế là trong quá khứ thì Nokia đã có một số dòng điện thoại X-Series mà khởi đầu chính là năm 2009. X-Series của Nokia ban đầu là một dòng điện thoại tầm trung với chữ cái X chính là viết tắt của cụm từ Express Music, dòng điện thoại chuyên nghe nhạc của Nokia trước đây, với những cái mẫu máy rất là nổi tiếng như là Nokia 5300 nè, 5310, 5610, 5700 v.v. Tất cả đều có những cái đặc điểm chung, đó là hỗ trợ bàn phím chuyên dụng để có thể gọi nhanh chức năng nghe nhạc. Và dòng X-Series đã tiếp tục thể hiện đúng phong cách thiết kế đó, nhưng mà vẫn được nâng cấp một chút về đường nét sản phẩm với các màu sắc được thiết kế bắt mắt hơn nè, thời trang hơn. Dù là dòng điện thoại tầm trung nhưng mà thật sự X-Series đã từng mon men đến phân khúc flagship, đó là chiếc Nokia X6 với mức giá khởi điểm là 600 euro và về Việt Nam lên tới 14 triệu đồng. Chiếc X6 rõ ràng là một trong những chủ lực chính của Nokia vào thời điểm năm 2009. Về cơ bản thì so với hầu hết những cái mẫu điện thoại khác của công ty Phần Lan thì chiếc X6 này có khá là nhiều những cái cải tiến đáng chú ý, trong đó đáng kể nhất chính là việc đây là mẫu điện thoại đầu tiên của Nokia có màn hình cảm ứng điện dung, tức là hứa hẹn sẽ là đối thủ của những chiếc như là iPhone 3GS hay là HTC Hero. Thì khá là đáng tiếc là Nokia X6 lại là một thất bại đáng xấu hổ về doanh số của công ty Phần Lan. Với mức giá đắt đỏ nhưng mà mẫu điện thoại này hoàn toàn không thể coi là một đối thủ xứng tầm của những công ty đối đầu chính với Nokia vào thời điểm đó. Lý do chính thì có khá là nhiều. Nokia X6 của năm 2009 thì chỉ được chạy trên một cái phần cứng xử lý quá là lỗi thời. Nó giống hệt như là chiếc Nokia 5800 ra mắt trước đó một năm, với giá chỉ bằng 1/3 mà thôi. Và chỉ có một cái nâng cấp đáng chú ý, đó là màn hình được cải tiến từ cảm ứng điện trở lên cảm ứng điện dung mà thôi. Và hệ điều hành Symbian S60 V5 được tối ưu một cách cẩu thả cho màn hình cảm ứng, cũng là những nút thắt nghẽn cổ chai chính khiến chiếc điện thoại này đã bị đánh giá thấp một cách thảm hại. Và những cái điểm sáng hiếm hoi như là phần mềm bản đồ OV Map sáng giá nè, khả năng nghe nhạc ấn tượng hay là kết nối tốc độ cao chỉ đơn giản là không cứu lại nổi những cái thất bại của chiếc điện thoại này. Thực tế thì thất bại của những mẫu điện thoại như là Nokia X6 đã được dự báo từ trước, khi mà sức mạnh phần cứng của iOS lẫn Android đã dần dần vượt qua cái sự cố gắng cải tiến của Nokia cho Symbian. Và hậu quả là cho đến năm sau đó thì dù gã khổng lồ Phần Lan đã cho ra được khá những cái mẫu điện thoại khác với rất nhiều những tính năng đáng giá, nhưng mà về phần cứng xử lý chất lượng cao nè, nhưng mà cái dớp của Symbian đã không thể nào kéo lại nổi những ngày huy hoàng của Nokia. X6 có thể được coi là flagship đầu tiên, nhưng cũng là chiếc điện thoại cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của dòng điện thoại chuyên nghe nhạc Express Music sau đó. Bẵng đi một thời gian thì khoảng 5 năm sau cái màn ra mắt thảm họa của X6 thì Nokia lại một lần nữa giới thiệu lại dòng điện thoại X-Series, nhưng với một cái tâm thế khác hẳn, không còn là sự chuyên nghiệp trong thiết kế tính năng những chiếc X-Series của công ty Phần Lan năm 2014, thì thực tế chỉ là những chiếc smartphone giá rẻ chạy một cái phiên bản Android nửa nạt nửa mở, như là cố tình chọc tức Microsoft, một đồng minh nhưng mà cũng có thể được coi như là một cái kẻ thù của Nokia trong những ngày tháng còn mặn nồng với nền tảng Windows Phone. Thứ đã chứng tỏ một cách hiệu quả rằng là Nokia đã sai lầm nặng nề khi mà theo nền tảng này,
dù tiếp tục gây thất vọng cho người dùng, thì những chiếc Nokia X của năm 2014 vẫn có được một cái doanh số rất là khá khẩm với hàng triệu máy được bán ra. Tuy nhiên thì cũng thành thực rằng là phần đông người dùng khi đó đều mong muốn một cái mẫu điện thoại Nokia chạy Android một cách tử tế, thay vì là một cái phần mềm cẩu thả hời hợt như là trên thiết bị Nokia X. Như vậy rõ ràng là Nokia với cái tên X dù đã có duyên với nhau vài lần, nhưng mà nó đều gây ra những cái ức chế cho người dùng hơn là những cái ấn tượng tốt đẹp. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là công ty Phần Lan muốn đem tới thị trường một sản phẩm tệ hại. Có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau làm nên thất bại của những chiếc Nokia X6 của năm 2009 và Nokia X của năm 2014. Và phần đông trong những cái lý do đó đều không phủ nhận thực tế rằng Nokia vẫn là họ, vẫn mang đến những cái sản phẩm đáng tin cậy, bền bỉ nhất cho người dùng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là một khi đã không còn gì phải vướng bận nè, đã không còn phải lựa chọn theo kiểu là sống hay là chết nữa, hay đúng hơn là đã trở về đúng với một hình ảnh Nokia tự do, đầy sôi nổi như những gì mà chúng ta đã thấy họ trong những năm 90 của thế kỷ trước, thì liệu rằng công ty Phần Lan có khiến cho người dùng tiếp tục thất vọng hay không? Khi mà việc Nokia sắp hồi sinh dòng điện thoại X-Series lần thứ 3 đang trở nên hiện rõ hơn bao giờ hết so với sự ảo tưởng của những chiếc Nokia X6 năm 2009 hay là động thái chọc tức người dùng của chiếc Nokia X năm 2014, thì chiếc Nokia X của năm nay, năm 2018, đã mang đến một cái sự nghiêm túc hơn rất là nhiều. Có thể chưa là gì khi mà so với mặt bằng chung di động, nhưng mà khi so với những cái dấp đáng thất vọng trong quá khứ mà Nokia đã gặp phải với cái tên X, thì lần này rõ ràng là chúng ta có thể hy vọng về một sự hồi sinh ấn tượng. Không còn là Express Music của ngày nào nữa, cũng không còn là một cái thiết bị nửa nạt nửa mở đội lốt của chiếc điện thoại Asa. Dù cùng có chung một cái tên, nhưng mà Nokia X của năm nay lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Nó là mẫu điện thoại thứ 10, đánh dấu sự trở lại của công ty Phần Lan dưới một thời đại mới. Apple cũng đã kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone bằng cái tên X. Vậy thì Nokia cũng có thể làm như vậy, đâu có ai cấm đâu. Nhưng mà sẽ có không ít người sẽ tỏ ra là thiếu thiện cảm và cho rằng là Nokia đã mất chất khi mà theo phong cách thiết kế tai thỏ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng là chiếc Nokia X của năm nay chỉ là một sản phẩm tầm trung, mà đã ở phân khúc điện thoại này thì các hãng di động thường ưu tiên chiều chuộng người dùng với những cái đường nét thể hiện sự cao cấp hơn nè, và là cố gắng khác biệt để tạo nên một cái sự đột phá. Mục tiêu doanh số vẫn phải đặt lên hàng đầu, nên là dù có tai thỏ hay là màn hình vô cực thì đó vẫn nằm trong chiến lược sản phẩm của công ty. Bởi vì nếu không thì Nokia đã không cho ra một cái sản phẩm đột phá thật sự cao cấp như là chiếc 8 Sirocco làm gì. Và thực tế thì Nokia vẫn giữ được tiếng nói riêng của họ trên những mẫu điện thoại cao cấp. Do đó thì việc kết luận là họ đang mất chất hay là không thì sẽ còn tùy thuộc vào việc là định giá sản phẩm bị đánh giá là ăn theo ở mức nào. Và với chiếc Nokia X của năm nay thì hoàn toàn không nghi ngờ gì khi đây mới thật sự là quân bài chiến lược của công ty Phần Lan trong thời gian tới. Với những ưu điểm như là camera kép, màn hình hiển thị có độ phủ lớn, thiết kế kim loại, mặt kính bóng bẩy cùng với phần cứng xử lý đáng nể, nhưng mà với mức giá chỉ từ 1.599 đến 1.799 tệ, tức là khoảng từ 5,8 đến 6,5 triệu đồng, thì rõ ràng với không ít người dùng đây hoàn toàn là một món hời về cấu hình, thiết kế trong tầm giá. Ít nhất là nếu như mà chúng ta nhìn sang những mẫu điện thoại có tai thỏ cùng cấu hình tương tự của các công ty khác thì đều nằm ở mức giá khoảng từ 7 đến 9 triệu đồng, cao hơn nhiều so với những gì mà Nokia X của năm 2018 đang dự tính. Có thể thấy là với cái tên X đã đi cùng với Nokia một thời gian dài và hầu hết là những kỷ niệm giữa cái tên này với người dùng thường không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi hoàn toàn và không loại trừ việc đây sẽ là một quân bài chiến lược đầy bất ngờ mà thương hiệu Phần Lan sẽ dành tặng cho đối thủ của họ trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Như vậy thì sau khi mà xem video này thì các bạn khán giả của TechMag, các bạn nghĩ như thế nào về mẫu Nokia X sắp tới trong năm 2018? Thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!